Dân với mấy đứa em lại đi câu cá đó nha, đi câu cá trê. Thì hôm bữa tụi mình liêu chút xíu nhưng mà cũng có được mấy con. Hôm nay thì đi sớm sớm chút xíu để coi có cá để đem về ăn không. Không có cá không giác giả mang vậy trời. Câu biết có cá không mà giác dữ vậy. Này là câu người không à, không phải câu cá. Cũng có người ta câu ở dưới. Mới xuống chưa câu ăn rồi. Mới xuống chưa câu gì ăn rồi. Bữa nay trời không có nắng, gió mát sợ luôn. Không nắng mà mát. À. Sao để em ru vậy hả? Con cá trê. Cá trê thì nằm ở dưới đất á, mình để nó thì khi mà nó ăn nó giật cái cây cần câu cái mình kéo nó lên, con cá nào bự thì lấy. Mà cá ở đây thì nó nhỏ nhỏ là bằng cách chừng ba ngón tay nè, vừa chiên giòn ăn rất là ngon. Ba ngón tay là bự rồi chứ bữa câu nhỏ nhỏ mà một ngón tay, cho nên mình thả hết, cá nào nhỏ thì mình thả. Không đeo mắt kiến, nó thấy đường sợ. Không có mắt kiến, không biết câu được cá không nữa. Không thấy đường sợ để câu không kìa. Mày hên xui, không thấy đường nhiều khi dính mấy cái khác làm sao. Dính vậy ừ. Chắc dính ông nông dân nè. Ông nông dân rồi, tích cho lưỡi hết. Ông dân thì phải lấy cái gì, cái kình, lấy cái cần cẩu. Cẩu à? Kéo sao? Cần cẩu chứ không phải là cần câu. Cái anh ở đó nãy giờ thấy tao thấy ảnh câu dính cá nhiều hết rồi. Có, là như cá rô á, cá dẹp dẹp á. Con cá là chưa thấy mà nó bỏ mồi lên mấy con người rồi. Hình như cá trê câu buổi chiều á mới có nhiều. Hôm nay nó mát rồi. Ừ. Thì câu con cá rô đi. Gì vậy? Có nhúc nhích gì không? Nhúc nhích gì không? Hả? Có nhúc nhích gì không đâu? Ừ? Có cắn câu gì không? Không. Trời đất ơi. Tao thấy cái anh dính hoài nữa. Ủa, ông kia nó dính trên miền. Nghe không biết không? Chút bây giờ là. Oh, đã không? Cá đầu tiên nè. Cá rô. Cá này giống như là con cá rô phi Việt Nam mà nó hơi lạ chút. Cá này về chiên giòn. Không giống, nó nhìn giống thôi, tại mình gọi là cá rô phi ở đây không có. Nó... Cá này là thật ăn giống như cá rô phi vậy á. Ừ. Nhìn giống, cũng cỡ. Nãy giờ câu nửa tiếng hồ mới được con đầu tiên á. Giờ mà lấy hên này nè.
Anh không dần nãy giờ ngó. Anh tính câu cá lóc mà. Cá đó được mà. Ở đây không biết có cá lóc không? Bà Thu là một anh mới câu. Sảy ngon cá quá trời bự luôn. Chắc cũng khoảng 5-6 kg ạ. Phải không? Cá nó sảy nó bự. À, kéo lên không được tại vì cái nhợ nó rối vô cái đầu quấn nhợ các bạn, cho nên nó ghi mạnh quá cái đứt luôn. Cá rô phi nữa hả thầy? Ừ. À, cá này về chiên giòn cũng ngon rồi. Em thích mấy cá này thôi. Tao thích cá lóc, tao câu cá lóc. Cá nhỏ nhỏ vậy cho nó chắc ăn. You come here a lot? Wow. Ăn được tô cơm. Chắc con trao quá. Con này mà lấy gì nhỉ? Hồi nãy con bự thì không chịu kéo lên. Con bự kéo lên mà không được. Bị đứt dây. Không có sức. Để thả đây. Ồ, và thua là mà thu là mon dính con này. Đâu có thùng đâu. Nãy giờ dính được 3 con rồi chứ bộ à. Chưa mà giả chớp. Không rỉa nữa. Rồi nhớ chỉnh cái ghế nữa nha. Không dành nãy giờ không thấy giống nhất. Hồi nãy giờ anh sảy chứ không phải là không có. Chảy, chảy cá bự luôn á. Nãy giờ chưa ai dính cá bự, chỉ có bạch thua là mon dính hai con không? Của mày hả? Con đậu nãy giờ câu cá đồng tâm không à? Cái này là câu theo cảm giác thôi, không cần cá. Nhỏ lớn gì cũng được hết á. Cái chính là con nó không dính, còn cái câu cá mập chứ có dính. Nãy sảy cũng 5 kg chứ bộ. Cá bự á. Cá này bự nhất giỏi 5 kg, không cần 5 kg. Có không câu được cá 50 kg hay thì có. Cá người ta câu đừng có dở lên. Dở lên sức, kéo lên. Mình thấy anh kìa, cái kéo mà kéo vô mấy bờ à. Không có cần quấn thì tại vì dây em nhỏ mà đâu cần quấn. Em chỉ nghiêng cho... Đó, em. Đó, dính. Người ta để cho nó ăn một chút đã. Con tờ đi kiếm cá thằng tông thôi. Là dính đường cá thôi. Còn hơi có người không đụng. Cá này kho tiêu được. Câu được con cá bự nữa. Cái này ông Thu làm anh câu không? Dạ lên coi, dạ lên. Bass á, cái đó là bass này. Đó là bự nè. Ờ, con bass hả? Dạ, con quay lại. Wow, cái này bự quá, sao mập thù lù luôn. Cầm giờ lên coi. Đứt ạ. Cái đó là bass á. Cầm cắm. Ấy. Đó ta. Đó ta. Mình chưa nó đổi hoài vậy trời. Ông Nam Dân cố lên. Nãy giúp con bự đó.
Rồi tới tối thì câu cá trê nó mới nhiều ấy nhỉ. Buổi sáng thì mình câu mấy con cá kia. Mà nay trời rất là mát luôn. Sáng giờ ông nông dân câu mới được con cá nhỏ xíu xíu. Mở lên nắp kìa. Có chút xíu không à? Trời nó đi, cá này nó cái lô bự. Con cá đầu tiên. Trời tối rồi, bây giờ thì anh em đi về cả nhà. Bữa nay thì câu cũng được ít cá, nhưng mà đi vui là chánh. Trời tối mịt luôn rồi. Thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.